Thì mọi người là bán hàng cho nhà giàu là khó hay dễ nha? Thật ra thì mọi người nói Tứ là may mắn là tất cả khách hàng của Tứ đều là phân khúc nhà giàu luxury, cho nên cái việc mà Tứ kiếm tiền là cái việc mà tiếp cận rất là dễ và khách hàng rất là dễ tính. Chia sẻ thật lòng mọi người nha, tất cả những khách hàng giàu đều là những người rất là dễ. Dễ ở đây là dễ cho những người có chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp có nghĩa là chuyên tâm cần cù của người có nghề nghiệp. Khi mà họ nhìn thấy bạn mà họ cảm thấy an tâm và tin tưởng thì tất cả mọi thứ họ sẽ để cho bạn cái quyền tự do. Vì đơn giản là người ta giàu, người ta sẽ có một cái tư duy đó rằng là cái gì tốt nhất thì hãy để cho những người chuyên môn làm. Nhưng mà bạn biết rằng là cái áp lực mà khi mà làm với những người có điều kiện rất là khó, là bởi đơn giản là cái sự kỳ vọng của họ rất là lớn và tất cả mọi thứ nó đều là chỉnh chu đến từng cm. Giống mình đã từng nói với các bạn rằng là đôi khi có những cái lỗi rất là nhỏ, có lỗi rất là nhỏ nhưng mà đối với một cái nơi mà người ta đã không còn cảm tình nữa rồi thì nó sẽ lỗi rất lớn. Còn đối với những cái lỗi rất là lớn và đối với những nơi mà ta đã từng có cảm tình thì rất là nhỏ. Cho nên một trong những cái việc quan trọng nhất mà để tạo được cái lòng tin cho người ta thì chính là bản thân của mình. Cho nên bất kỳ một cái bạn nào mà chúng ta đang theo cái nghề này hoặc là chúng ta đang làm một cái nghề nào liên quan tới dịch vụ. Nghề dịch vụ là nghề giả thư văn ngã, có nghĩa là tất cả những thứ của chúng ta đều là giả thư văn ngã, say yes chứ không say no. Tuy nhiên có những thứ chúng ta không đáp ứng được thì chúng ta phải cho khách hàng thấy rõ được ưu vượt khuyết điểm của cái điều đó, chứ không phải là chúng ta dùng hoạt ngôn. Hoạt ngôn thì sẽ cho khách hàng cảm thấy được rằng là bạn luôn luôn bảo vệ cho chính bản thân của bạn. Còn nếu mà chúng ta không làm được, chúng ta thể hiện cái sự tự tin là mình không làm tốt nhưng mà chúng ta sẽ làm cái hết tốt hơn á, thì cái sự tự tin có nghĩa là tự mình tin chính mình, là tự mặt chó mình tin chính mình á. Đôi khi nếu mình không tin mình thì không ai tin mình cả. Cái việc mà tin mình là một trong điều đơn giản nhất, nó là cái tài sản tự thân vận động, mình còn không làm được thì không có gì. Cho nên cái việc mà Tứ đáp trả lại, hoạt ngôn lại là một trong những cách mà Tứ bảo vệ mình. Chúng ta đã từng nói là con rùa dù nó có yếu đi chăng nữa nó vẫn có cái mai để bảo vệ, thì bản thân của mình cũng vậy. Nghĩa là đơn giản là tự nhiên các bạn khều tới mình, khỉa tới mình mà biểu mình là lúc nào cũng phải bình tĩnh là do là người nổi tiếng nên phải giữ hình ảnh, không có gì phải giữ hình ảnh á. Thật ra nếu mà thời gian có quay trở lại hỏi mình có làm được đâu, có, mình là gấp đôi luôn. Bây giờ là do giờ mình mệt, nó mệt quá, mất năng lượng cho nên mình không có khái niệm đó. Còn đối với mình, nếu như mà bình tĩnh lại để mà xử lý vấn đề mà kiểu giống như mà không đáp trả lại các bạn thì không phải có cái tên của Simon Tứ ngày hôm nay, và giống như có cái thị phần và chỗ đứng. Giống như mọi người biết, một số bạn nói đúng là Tứ dẫm lên dư luận mà sống, Tứ không cần các bạn phục tài năng hay công nhận tài năng. Cái chuyện đó quan trọng, các bạn hãy nhìn cái hành động mỗi ngày của mình và cái team mình làm việc như thế nào thì chắc có lẽ là các bạn cũng đủ biết là cái sự khả năng và chuyên nghiệp. Đơn giản lắm, cái từ chuyên nghiệp trong mình đó, nghĩa là đơn giản là chuyên nghiệp là chuyên tâm cần cù của người có nghề nghiệp. Chỉ cần bạn rửa chén mỗi ngày thôi, bạn chăm chỉ bạn làm thì bạn cũng đã là người chuyên nghiệp trong lĩnh vực rửa chén rồi, không nhất thiết phải làm gì cả ở đời á. Cho nên gửi đến một số bạn, người ta nói câu rất là hay là muốn gửi cho con 100.000 sách, sợ chờ đọc hoài mãi 100 năm. Thôi thì một điều con hãy nhớ, nước nhà thành trị bởi hiền nhân. Chỉ cần bạn sống tốt, lương thiện của bạn, mình không dám nói về đạo đức nhưng chắc chắn là một trong những điều mà bản thân mình đã và đang làm rất tốt, đó là mình tạo công ăn việc làm cho tới mấy chục con người trong vòng mười mấy năm qua. Cuộc sống của anh em nhân viên của mình hiện tại đã và đang rất là tốt. Mọi người nhìn đi, năm nay mình 35 tuổi mà có những người đã làm với mình 13 năm, được chưa? Từ tất cả, từ khi mình còn nhỏ cho đến bây giờ. Vậy thì cái việc bản lĩnh đó chưa chắc những anh chị lớn trong ngành hoặc là những anh chị lớn có thể làm được điều đó. 13 năm đồng hành với một nhân viên, rồi cái việc mà mình quan tâm nhân viên. Chế độ nhân viên bên mình thì mọi người đều thấy là hàng năm đều thưởng đi du lịch nước ngoài, đúng không? Và cái chế độ cơ thưởng tất cả mọi thứ. Bạn có biết là trong cái thời buổi kinh tế khó khăn như thế này để kiếm được người khách hàng là khó, đừng nói chuyện là duy trì đời sống anh chị em nhân viên, cho nên bản lĩnh lắm. Còn mọi người hỏi là tại sao Tứ có thể nghị lực, thật ra không có khả năng nào khác. Người ta nói là té chỗ nào thì đứng lên chỗ đó, đơn giản. Mình không cần phải nói những cái câu ý nghĩa mà rộng tới như vậy. Đơn giản bạn té, bạn đứng lên, bạn giảm bằng chết, vậy thôi, đơn giản vậy đó. Còn đối với mình, cái việc mà nhịn những con người mà gọi lấy không có. Tại vì những đứa mà nó khịa mình, nó đáng tuổi em mình, nó đáng tuổi cháu mình, cho nên mình dạy nó được không sao hết. Còn nó nghe, em nghe kệ nó. Nói chung là nó nghe sau đời dạy thôi. Một trong những điều mình vẫn gửi đến các bạn quan trọng nhất á, bạn cứ tin mình nói một điều đi. Dù người đó không dạy bạn, nhưng mà một trong những người đi trước tạo ra cái nền móng để có cái thị trường cho bạn có được cái nghề á, thì nó là một trong những cái mà bạn cần phải tôn sư. Người ta gọi là tôn sư trọng đạo. Thật ra tại sao có những ca sĩ lớn á, họ đi hát họ vẫn chào những ca sĩ lớn hơn họ? Đơn giản là tại phải có những người thế hệ trước họ đi hát, họ không thành danh thì mới có cái có gọi là ca sĩ để sau này người ta tôn trọng, đúng không? Cuộc sống không cần mà làm điều tốt, chỉ cần bạn bình thường, đừng có phản lên những điều đó là được. Cuộc sống không cần phải là mà làm một cái gì đó là gọi là người ta hay nói rằng là gì? Điều bất bình thường có nghĩa là bình thường nhất trong cuộc sống có nghĩa là đừng bất bình thường, hãy là chính mình đi. Còn nếu mà chính mình mà đang mà sống mà cứ khịa mà cứ giống như kiểu như những người kia thì hãy coi là nhân cách và đạo đức, vì chắc chắn là tất cả mọi thứ nó giống như phản lực ngày xưa mình học á, có học qua không? Khi chúng ta tác động một cái lực vô tường thì tường sẽ phát lực lại một lần rồi mà phải phản ngược lại một cái lực vào chính mình, đúng không? Và bản thân bất kỳ bạn nào cũng vậy, khi chúng ta làm tổn thương một ai đó thì người ta có quyền lại. Đừng nghĩ rằng là người ta nổi tiếng thì đừng nghĩ rằng người ta sợ giữ hình ảnh, có đâu. Nếu mà giữ hình ảnh mà để đăng lên mà đáp trả mà gọi là thảo mai thì xin lỗi, mùa này hết Tết rồi, hết mai nha em, khịa, ta gọi mày con gà kê đó.